Nhiều TikToker đã và đang tận dụng sự nổi tiếng của mình kết hợp với các nhãn hàng hoặc trực tiếp kinh doanh, đặc biệt là để tạo ra sản phẩm riêng của mình, nhất là lĩnh vực ăn uống, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, từ khâu chế biến đến mua bán đều thực hiện trên nền tảng online khiến người tiêu dùng ít nhiều đặt nghi vấn về sự an toàn của những sản phẩm này khi được quảng cáo khá rầm rộ. Trong dàn hot TikToker được réo tên có Lê Anh Nuôi, anh là một trong những TikToker nổi tiếng với nội dung video về những bữa ăn đa dạng và đủ dinh dưỡng. Bên cạnh việc chia sẻ các món ăn ngon, anh còn ghi điểm trong lòng người hâm mộ khi thường xuyên nấu những bữa cơm cho các em nhỏ tại các điểm trường vùng cao. Không chỉ dừng lại ở việc làm video, Lê Anh Nuôi còn tận dụng sức ảnh hưởng của mình để kinh doanh các sản phẩm như thịt chưng mắm tép, muối vừng giã tay và sốt chấm đa dụng trên các sàn thương mại điện tử. Trong số đó, thịt chưng mắm tép của anh đặc biệt gây sốt, liên tục cháy hàng mỗi khi có đợt mở bán. Mặc dù được nhiều người khen ngợi về hương vị và mức giá hợp lý, sản phẩm thịt chưng mắm tép của Lê Anh Nuôi không ít lần vướng phải lùm xùm. Một số khách hàng đã phản ánh về mức giá cao hơn so với chất lượng thực tế của sản phẩm, cho rằng sản phẩm không đáng với số tiền bỏ ra. Hơn nữa, sản phẩm cũng bị tố cáo về sự không minh bạch trong thông tin ngày sản xuất. Những nghi ngờ này đã dẫn đến nhiều tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của Lê Anh Nuôi. Và cái tên tiếp theo được nhắc đến là chiến thần nông sản Hằng Du Mục. Khi nói đến nữ TikToker, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến sản phẩm táo đỏ Tân Cương mà cô thường xuyên giới thiệu trong các phiên livestream. Táo đỏ Tân Cương đã trở thành thương hiệu của Hằng Du Mục với mức giá 228.000 đồng một ký. Mỗi lần lên sóng, sản phẩm này thường cháy hàng trong thời gian ngắn và khách hàng phải săn lùng một cách nhanh chóng mới có thể sở hữu. Theo chia sẻ từ người dùng, táo đỏ của Hằng Du Mục được nhận xét là to hơn so với các loại táo đỏ thông thường, có độ dẻo mà không bị xốp, mang lại hương vị đặc trưng giống táo trong thuốc bắc. Đặc biệt, chất lượng táo được đánh giá cao, thích hợp để ăn trực tiếp hoặc chế biến thành chè, nấu với yến hoặc pha trà. Mặc dù táo đỏ của Hằng Du Mục nhận được nhiều lời khen từ người dùng và cộng đồng mạng, vẫn có những ý kiến trái chiều về chất lượng sản phẩm này. Trong một số clip review táo đỏ của Hằng Du Mục, một số người đã phản ánh rằng không đồng đều của táo đỏ Tân Cương hoặc táo không được bảo quản tốt dẫn đến hư hỏng khi nhận được hàng. Tuy nhiên, những người đã từng mua táo đỏ của Hằng Du Mục khẳng định an tâm về chất lượng sản phẩm, trong đó có người đã mua tới 5 lần và cả 5 lần đều đảm bảo. Về thiện nhân, nổi tiếng với những clip hướng dẫn làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, chính vì thế mà món chè dưỡng nhan của anh được nhiều người yêu thích và tin dùng. Được quảng cáo là có công dụng thanh nhiệt, bổ dưỡng, chè dưỡng nhan thiện nhân từng được xem là cứu cánh cho những ai muốn cải thiện làn da. Tuy nhiên, không ít người sau khi sử dụng đã phàn nàn rằng chè không ngon như mong đợi, thậm chí có trường hợp chè bị ngọt quá mức hoặc không đủ hương vị. Tuy nhiên, mặc dù chè dưỡng nhan của thiện nhân được ưa chuộng và bán chạy, không phải ai cũng hài lòng với sản phẩm này. Một số khách hàng đã phàn nàn về chất lượng của chè sau khi sử dụng. Nhiều người cho rằng chè không ngon như mong đợi và có trường hợp chè bị ngọt quá mức hoặc không đủ hương vị. Ngoài ra, trong danh sách còn có Sùng Thị Bầu, sinh năm 2002, là một trong những TikToker người dân tộc nổi tiếng nhất nhờ vào các video chia sẻ về đời sống và ẩm thực của mình. Đặc biệt, món miến rong sùng bầu của cô đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt trên mạng xã hội. Sau khi được quảng bá khắp nơi bằng hình ảnh hấp dẫn và lời khen ngợi về hương vị, miến rong sùng bầu đã thu hút sự chú ý của nhiều người tiêu dùng. Mặc dù miến rong sùng bầu luôn bán chạy và trở thành một trong những sản phẩm được săn đón nhiều nhất, không phải ai cũng hài lòng với chất lượng của món ăn này. Một số khách hàng đã phản ánh rằng món miến rong không đạt được kỳ vọng như quảng cáo. Những vấn đề được nêu ra bao gồm miến không được chế biến đúng cách, có vị nhạt hoặc không đủ đậm đà như mong muốn. Một số người cũng cho rằng sản phẩm không nhất quán về chất lượng trong các lần đặt hàng khác nhau. Miến rong sùng bầu nổi bật nhờ vào việc sử dụng nguyên liệu tự nhiên và công thức truyền thống, mang lại hương vị đặc trưng của ẩm thực dân tộc Hát Mông. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng và sự nổi tiếng của món ăn này cũng đi kèm với những thách thức về việc duy trì chất lượng ổn định và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.